Rồi ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là một cái con tai nghe của Xiaomi. Đó, có chứng nhận Hi-Res Audio luôn. Tên của nó đây: Mi In-Ear Headphone Pro HD. Đó. Thì cái con tai nghe này ấy, Xiaomi liên kết với One More để mà thiết kế nó này. Thì trước đây ấy, em nhớ không nhầm ấy, là cái đời đầu là cái con Xiaomi Piston 2.0 ấy, cũng là do Xiaomi liên kết với One More ấy mà làm. Cái thời đó ấy, em nhớ nó là rất là nổi tiếng và nhiều anh em săn đón nó lắm. Đây em có một con Piston 2.0, cái thời đầu của nó đây. Đó. Thì cái One More 2.0 này em dùng một thời gian rất là lâu, cũng rất là hài lòng với nó, và bây giờ thì nó hỏng rồi. Tại vì cái thiết kế dây của nó sau một thời gian sử dụng nó bị vỡ, nó bị đứt cái dây các bạn này. Thì bây giờ em bỏ rồi. Đó. Thì tiếp theo em mua một cái con Pro luôn. Thì sẽ bóc hộp cho các bác xem. Đó. Đây. Thì cái thiết kế này, em nhớ trước đây cái con Piston 2 nó cũng có một cái dạng đóng hộp kiểu như này. Đó. Xem có cái gì ở phụ kiện này thế nào. Khá là hay các bạn. À. Hết rồi. Cái này nó cho các bác một cái túi để đựng. Đó, One More Design này, Xiaomi này. Cái túi này bằng vải nhung mềm mềm cũng khá là hay các bạn. Đó. Đựng tai nghe cũng được. Đây, đây là cái nhân vật chính. Thì trong này có sách hướng dẫn sử dụng nữa nhưng mà thôi, không cần đâu. À, trong này nó cũng có cái thông số ở ở cái đáy hộp này rồi này. Đây, thì các bác có thể thấy là cái tai này có trọng lượng là 1,7 gram, à 17 gram. Trở kháng là 32 ôm. Mấy cái thông số sau nữa đây, sạc 3.5, 98 dB này. Nó in bằng khá nhiều thứ tiếng. Thì cái con này có điện, có cái trở kháng là 32 ôm ấy. Thì nếu như mà dùng điện thoại LG nhà mình ấy, thì em thấy là nó sẽ không kích được full DC đâu. Nhưng mà được cái là dùng với những điện thoại khác thì nó sẽ là phù hợp với hầu hết các loại điện thoại luôn. Rồi, thì sẽ bóc hộp nó ra xem thế nào. Rồi, bóc cái này ra. Cái nắp này khá là chắc chắn các bạn. Rồi, đây. Trong này nó còn ba cái tip cho các bác nữa, từ lớn đến nhỏ, đó, tùy tay các bác. Thì đây, em cái cách đóng hộp này rất là giống cái thời Piston 2.0 các bạn, rất là gọn gàng. Đó. Phải tháo ra, xoắn sở nó ra thôi. Đó. Sau đó mỗi lần mà nghe xong mà cuộn được vào như này cũng khá là khó khăn các bạn. Đó. Đây là cái tai nghe. Thì trong này chỉ có một cái miếng để mà cuộn thế thôi, không có logo của Mi One More luôn. Đó. Thì đây các bác có thể thấy này. Trước tiên ấy là em thấy cái bộ dây này của nó đi theo cái con tai nghe này, nó chỉ là cái dây bọc cao su thôi, để rắc chữ Y ngắn, có mấy cái tem của nơi cung cấp thôi. Thì em thấy cái dây này nó thậm chí nó còn không thích bằng cái dây thời Piston 2.0 ấy, tại vì cái thời Piston 2.0 nó còn có cái dây bọc dù luôn, thì nó cảm giác nó ổn hơn. Và cái dây này em thấy nó sẽ rất là dễ rối và dễ bắn bẩn luôn. Trên này cũng bằng dây cao su luôn, không có gì cả. Đó. Các chữ Y đầu mạ vàng khá là, em thấy khá là ngon. Và có mic nhé, bản này có mic đây. Thì cái phần mic đây nó cũng là bằng kim loại hết các bạn. Cái phần đây này. Cái cụm bấm này cũng là bằng kim loại hết các bạn. Đó, có thể thấy này. À, tuy nhiên thì em thấy nó hơi dài, hơi to, hơi hơi chiếm diện tích, trong khi đó nó chỉ để có ba cái nút bấm mình như thế này thôi. À, thì tuy nhiên thì cái thiết kế của nó cũng khá là ổn. Đây cái lỗ mic này này. Đó. Rồi. Đây là cái nhân vật chính của chúng ta, cái housing của cái con HD Pro này. Đó. Thì bằng kim loại nha các bác nhé. Các bác nghe tiếng. Đó. Kim loại hết. Giờ rất là mát tay. Đây có cái HD audio này, đó. Bên này cũng thế.
Đây có một cái thêm một cái lỗ gì đấy không biết thoát âm hay gì đó. Đó, có cái đấy không? Thì như em cảm nhận thấy là cái keo sinh này nó khá là cái độ dài của nó khá là lớn, khi mà các đeo ở vào tai nó sẽ nhô ra rất là dài, em cảm giác là nó không được hay cho lắm. Tuy nhiên thì rất là chắc chắn. Đó, đây bỏ cái nút tai ra. Thì đây các bác có thể thấy là cái ống tai nó như thế này. Đây có biểu tượng trái phải đây. Thì cái phần trong này nó đây là bằng nhựa các bạn. Chỉ có mỗi cái phần ở ngoài này là bằng kim loại thôi. Còn là phần đen đen này nó bằng nhựa. Đây là cái miếng chắn rác thì nó cũng là bằng kim loại các bạn. Chỗ này thì là bằng kim loại. Được. Rồi. Thì cái thiết kế này à, đây có một phần nữa. Thì cái phần đen đen ở dưới chỗ này cũng là bằng nhựa. Chỉ cái phần màu trắng bạc này thì bằng kim loại thôi, cái này bằng nhựa luôn. Đó. Thì em đã mở hộp con này cùng với, à, em đã mua con này cùng với cái con cái sạc không dây. Thì em nghe nó, em đã burn in con này tầm khoảng mấy ngày rồi, 3 4 ngày rồi để cắm liên tục ấy. Thì cái chất âm mà em đánh giá nó đấy là đánh giá bằng cái tai nghe của em thôi, còn tùy tai của mỗi người nữa. Nghe bằng con LG G8 luôn. Đó. Thì đấy. Thì đây em có một cái tai nghe mà do tự tay em lắp ráp ấy. Này. Thì con này cái con tai nghe của em đây thì là cái con earbud thôi. Và con Xiaomi này ấy, thì nó là cái tai nghe in-ear. À, trong tầm giá cũng khoảng tầm 500 nghìn thôi. Thì giữa một con mà hàng chính hãng như này và một con tự chế ấy, thì không hiểu sao em vẫn thích cái con tự chế hơn, vì nó cho cái chất âm nó thoáng hơn và nó nghe nó dễ chịu hơn. Đấy là tùy cảm giác nghe của mỗi người thôi, nhưng mà như em đánh giá cái con của Xiaomi này, con HD Pro này, nó cho cái âm bass nó có vẻ là xuống lực hơn và nó chắc hơn ấy. Thì em đánh giá được mỗi là cái âm bass của nó có vẻ ngon hơn một tí thôi. Đấy, nhưng mà cái âm 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 trường, âm mic của nó, âm mid của nó ấy, thì nó lại không không đã bằng cái con tự chế này. Con tự chế này nghe nó vẫn thoáng và nó chi tiết hơn, giàu nhạc tính hơn. Và cái con HD này, con Xiaomi này, thì cái giải chat của nó ấy, em thấy nó cũng không không khá hơn được con này. Thấy con này đánh chat còn thích hơn. Đó, tuy nhiên thì với cái mức giá mà tầm tầm 500 nghìn thì em thấy là nó khá là ngon. Nếu như các nào mà thích một cái tai nghe chính hãng có mic và thiết kế đẹp, trông có vẻ rất là hầm hố, thì em thấy vẫn khá là đáng mua. Tuy nhiên nếu như các bác nào không có cái việc so sánh như kiểu em ở đây ấy, thì có thể các bác không biết được, nhưng mà đối với em ấy, thì là cái con tự chế này nghe vẫn hay hơn. Đó. Còn cái tai nghe này thì nghe cũng khá là ổn các bạn, nhất là cái thiết kế của nó rất là đẹp. Đó. Như đối với em là em thấy nó đẹp, tuy nhiên em chỉ thấy là cái phần housing nó hơi dài, đeo vào nó sẽ bị lòi ra khỏi tai khá là nhiều, nên em cũng không không khoái cho lắm. Đó. Và thứ hai nữa là cái lỗ tai của em ấy, khi mà đeo cái dạng in ear như thế này, nó chỉ đeo được một thời gian ngắn ngắn là nó bị mỏi thôi. Đấy, tầm khoảng 1 2 tiếng là không tháo ra là đau hết cả tai. Nó rất là kiểu kiểu bị bí ấy, bí tai ấy. Đó. Thì các bạn cũng cân nhắc nếu mà mua con này ấy, thì em thấy cũng khá là ổn. Đấy. Còn đương nhiên con này em sẽ không không dùng, và em sẽ làm nó làm quà tặng của tháng 2 năm 2011 tới đây. Đấy, cũng tranh thủ là trải nghiệm nó thêm 1 tháng nữa xem thế nào. Đó. Ở đây, đây là cái tai nghe của nó đây. Rồi. Ok, xin chào các bác.